Tất Lâm Sản đặc biệt kính chào quý khách hàng. Hôm nay em về đây là ở ấp Vĩnh Thới, xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Đã đến chị một căn nhà vườn nha. Hiện tại thì chủ đang ở chị. Do kinh tế khó khăn quá giờ chủ hạ giá anh chị ha. Giá cực mềm anh chị ha. Căn nhà mình mặt tiền đường này đó anh chị là 15 m, chiều sâu là 37 m nha. Đặc biệt ở đây thì căn nhà mình nở hậu ra là 24 m anh chị. Và có thổ cư là 143 mét vuông anh chị ha. Anh chị mình mua căn nhà rất yên tâm. Thứ nhất là nhà xây dựng rất là kiên cố nè. Nhà chủ đang ở và ốp gạch hết căn nhà luôn chị ha. Cái hướng căn nhà mà vườn mình đây là hướng Tây. Anh chị nào mà hợp phong thủy coi tuổi á, đây là cái vị trí khá đẹp cho anh chị và cô chú nha. Lên tổng diện tích đó anh chị, nhà và đất là 575,3 mét vuông nha anh chị. Đường này thì em thấy rất là rộng anh chị, cho xe ô tô, xe tải mà lưu thông rất là dễ dàng chị ha. Cái đường này đường thông, đường công cộng anh chị ha. Trước màn hình anh chị, mình đi khoảng là 100 mét thôi là đụng tới đường huyện lộ 35. Cũng trên đường này anh chị đi về chợ đầu mối trái cây Vĩnh Kim anh chị, rất là gần anh chị ha. Mình ra đó bên trái là tới chợ đầu mối trái cây Vĩnh Kim thôi, chỉ có là 1 km thôi. Ở đó thì có bệnh viện nè, ngân hàng nè, chợ nè, trường học nè, đầy đủ hết chị. Đó, anh chị mua nhà này rất là tiện ha. Thứ nhất là xe ô tô tới nhà nè. Cái thứ hai là con cái mình học rất là gần. Còn nếu anh chị ở xa như là thành phố Hồ Chí Minh đó chị, nếu tính từ bến xe miền Tây chị ha, về tới căn nhà mình cần mua là 70 km là tới chị ha. Đây là cái vị trí này chị. Trước màn hình anh chị thấy không, có cây cầu đó, đó là đường huyện 35 anh chị ha, rất là gần. Rồi để quay hàng xóm một vòng cho anh chị xem nha. Ở đây thì có điện, nước, cáp, wifi đầy đủ hết anh chị ha. Dân cư thì rất là đông, dân đây rất là thân thiện. Ở miền Tây sông nước rất là mát mẻ anh chị ha. Mà ở đây là căn nhà vườn mình đó là giáp với sông luôn chị ha, rất là tuyệt vời nha anh chị. Thích hợp cho cô chú nào mà lớn tuổi ha, ở Sài Gòn mình không muốn ở nó nhộn nhịp anh chị, thì về quê nhất là yên tĩnh, không khí trong lành và có sông nước rất là mát mẻ chị ha. Rồi trước tiên sẽ quay qua cái sông trước nha. Đây chị thấy không, rất là rộng rãi chị. Sông này hiện tại em quay đây nước đang rút chị ha, nếu buổi chiều nước cao hơn đó chị, sông này cũng rất là rộng chị ha. Ở khu vực bên trái này chị thì mấy cái cây này nè chị, mình về mình bỏ bớt chị ha, mình chặt đi cho nó sáng cái mặt tiền cái căn nhà của mình. Cái thứ hai đó anh chị có thể mình về đây đó, mình làm cái chòi tre nhỏ nhỏ chị, chiều chiều mình ngồi uống trà hay là sương sương vài chai buổi chiều rất là thông thoáng anh chị ha. Đây chị ha, rất là mát mẻ nha anh chị ha. Cái đường này là còn thông chị ha, đi ra khoảng là một đoạn nữa là đụng tới đường nhựa đó anh chị. Rồi không để mất thời gian của anh chị và cô chú nữa, sẽ chỉ ranh giới cho anh chị và cô chú mình nắm nha. Tay căn nhà của mình nè chị không, rất là rộng rãi chị. Từ cái ranh bên tay phải màn hình anh chị ha. Đây chỗ tay anh chị đây, xung quanh căn nhà vườn mình đã có hàng rào ranh giới hết rồi anh chị ha. Đây là cái cổng vô nhà, để em quay cái ranh bên tay trái luôn rồi sẽ vô bên trong nha anh chị. Căn nhà và đất của mình đó chị thì không có mồ mả, không có vướng dây điện cao thế gì hết nha anh chị. Đây cái bờ ở đây em thấy rất là rộng chị ha, bên sông nè. Đây tới hàng rào ở đây nè chị, em quay rất là kỹ cho anh chị mình thấy rõ luôn nha. Đây hàng xóm mình rất là đông chị thấy không. Đây đây mặt mình tới đây nè chị, cái hàng rào đây. Đó, bên trái em chỉ nè chị ha. Rồi để quay lại cho anh chị xem ha. Cái này là cái mặt chiều sâu nha anh chị ha, 37 mét anh chị. Còn cái mặt này cái cổng đó là 15 mét chị ha, rất là thông thoáng chị ha. Với hai mặt, mặt cái đường 15 mét đó chị, cái cổng thì cũng đường này và cái chiều sâu cũng đường này luôn, tại vì cái cổng nó nằm góc bên tay phải chị ha, nên anh chị thấy không, rất là thông thoáng cái căn nhà của mình anh chị ha.
giá chủ ký gửi giá bán á chị là 2 tỷ 500 triệu nha chị ha. Cái đường này thì chuẩn bị cũng là đường đan ô tô chị ha, hiện tại thì đường đất xanh thôi đó, đường này thì hơi cái gồ ghề xíu tại cái đường này xe ô tô với xe tải chạy nhiều anh chị. Rồi em xin mời anh chị và mình vô bên trong mình tham quan căn nhà chị ha. Đây mặt 15 mét đây, chỗ này nè, ngay cổng vô chị. Đây bước bên trong thì em thấy có hai cái cổng ha, cổng nhất đây là một cái khung sắt nhìn rất là chắc chắn, rất là lớn chị ha. Wow, máy tiền chế và chỗ làm thiết kế rất là rộng chị thấy không, cái sân rất là rộng rãi nha. Em thấy đây thì bên trái mình có một cái phòng nữa rất là rộng, còn đây là căn nhà của gia chủ luôn đang ở nha. Trước sân đây máy tiền chế, em thấy cái sân này có thậu được vài chiếc xe ô tô á và một số xe máy chị ha, rất là rộng rãi chị. Wow, rất là mát mẻ ha. Tại cái sân trước đây đó thì chủ là bên dừa trái cây với anh chị đó, giờ còn để đây nè cái thùng mót nè, giờ thì cũng không làm nữa, giờ bán căn nhà và đất này luôn chị ha. Rồi giờ mình đi vô căn nhà mình tham quan ở bên trong nha anh chị. Căn nhà em thấy rất là đẹp ha, có camera quan sát toàn bộ căn nhà nè, rồi ốp gạch cao thế trần luôn nè, còn toàn bộ bên trong căn nhà thì chủ đóng la phong hết rồi anh chị ha. Đây bật tam cấp nè chị ha, làm rất là cao chứ không có thấp nha chị. Đây đi từ từ vô mình tham quan chị ha. Đây là một cửa phòng khách, đây đây là cửa là bằng nhôm và kiến cường lực anh chị ha. Còn đây là không gian phòng khách, đây có một bức tranh rất là đẹp chị. Trên trần thì gia chủ đây thiết kế mấy quạt xay vậy chị ha. Ở bên tay trái thì chủ thiết kế cửa sổ rất là lớn chị, em thấy rất là hợp lý ha. Thứ nhất là lấy ánh sáng vô nè, thứ hai đó thì lấy gió trời vô, rất là thông thoáng cái phòng khách của mình nha anh chị. Mong anh chị và cô chú xem hết video của em ha, để mình nắm được cái thông tin chính xác căn nhà vườn này, nhu cầu của mình cần mua anh chị ha. Đây bên tay phải mình đây cũng có bàn tiếp khách nữa anh chị ha. Đây cái bàn bằng gỗ anh chị, có cửa sổ rất là thông thoáng nha. Còn đây là cái phòng ngủ, hiện tại chủ đang ở không có vô bên trong được chị ha, anh chị và cô chú thông cảm nha. Em thấy căn nhà rất là rộng anh chị ha, rất là nhiều phòng anh chị. Rồi mình đi từ từ mình tham quan tiếp ha. Đây bên trái mình có một phòng anh chị ha, và bên tay phải bên phòng, tổng cộng là em thấy là khoảng 4 phòng ngủ anh chị, một phòng khách, một không gian bếp và một phòng giải trí anh chị ha, và một nhà vệ sinh đó anh chị. Đây hiện tại thì nhà chủ đang ở nên không có quay bên trong được, thì cái phòng rất là đơn giản thôi. Kế đây là tủ lạnh, rồi đây là khu vực giải trí, cũng có tivi. Được ha cô, dạ chủ nói phòng này đứa con đi làm này, em vô quay trong luôn chị cho chị thấy rõ nha. Dạ đây, đây là bên trong phòng ngủ anh chị, thì em thấy mỗi phòng ngủ thì giống nhau hết cũng vậy anh chị ha, đều có cửa sổ hết chị. Ở đây thì chủ làm rất là kỹ chị, đây có một cái lưới chống mũi anh chị, đây thấy không, là cái lưới nên mình mở cửa sổ mà mũi không có vô chị ha. Cửa sổ làm rất là lớn, em thấy rất là phù hợp nha. Ở trên thì gia chủ cũng gắn máy lạnh toàn bộ cái căn phòng ngủ của mình hết luôn anh chị. Đây có tủ xây gạch lên đó, làm rất là gọn ha, đó, để quần áo khu vực này. Rồi mình tham quan hai phòng trước anh chị ha, còn hai phòng kia thì giống nhau thôi. Đây không gian bên trong anh chị ha. Em xin nhắc lại ha, thì toàn bộ căn nhà của mình đã đóng la phong hết rồi, đã ốp gạch lên cái trần luôn đó, đều có máy lạnh máy điều hòa hết. Đây không gian em thấy cũng vừa phải, cũng khá là rộng chị ha. Rồi em xin mời chị ha, giờ mình ra phía sau không gian phía sau mình thông quan tiếp nha anh chị.
Đây là không gian phía sau bếp ha. Đây để quay cao cho chị xem không gian rộng nha. Wow. Bếp của gia chủ thiết kế rất là rộng anh chị, rất là thoáng chị ha. Cửa sổ thì làm rất là lớn nè, thì không gian bếp thì khá rộng rãi, nó không có ngợp đó chị ha. Ở dưới thì chủ cũng có thiết kế mấy cái hộc coi. Đây. Kéo cái vô để nồi ơ ở dưới cho nó rất là gọn chị thấy không? Còn bên đây thì chủ chưa làm chị. Đây thì cái chỗ vòi để rửa chén bát khu vực này. Còn đây có một cái sàn nước chị. Sàn nước này chị có thể mình để mình rửa cái nồi hay là bát lớn nằm ở khu vực này chị ha. Đây, sàn nước rất là rộng anh chị ha. Kế bên đây là cái máy giặt rồi máy nước lọc rồi chị ha. Rồi có labo để đánh răng rửa mặt ở khu vực này. Ở đây thì chủ thiết kế thì là nhà tắm, nhà vệ sinh riêng biệt anh chị ha. Đây nhà tắm đây. Đây nhà vệ sinh. Đó cũng ốp gạch rất là cao, rất là sạch sẽ nha. Còn đây nhà tắm. Không gian bên trong thì cũng vừa phải chị ha. Còn bên đây là có một cái phòng nữa chị ha. Thì cũng giống bên đây thôi. Đó đây không gian cũng rất là rộng anh chị ha. Ở đây là nhà kho với nhà học nữa hả cô? À dạy học cho thuê nữa hả? Dạ. Ở mình vô trong mở cửa trước được không cô? À dạ đứng vô ha. Dạ. Ở đây có phòng rồi, có phòng mà dạy học ở đây luôn chị ơi. Để em mời anh chị vô bên trong mình tham quan ha. Em tưởng là cái phòng không, mà cuối cùng đây có phòng dạy học nữa chị. Rất là rộng chị ha. Đây mở cửa vô cho anh chị tham quan luôn ha. Đây. Đây cô chú đây là dạy học anh chị ha. Đây là phòng học đây. Để quay không gian rộng cho anh chị thấy rõ ha, phòng mà học trước ha rồi sẽ qua cái phòng mà kế bên, phòng kho. Nếu mà anh chị về đây mình ở chị, nếu mà mình có dạy á thì mình lấy phòng mình dạy luôn chị ha. Giờ dạy học trường tiểu học hay trường trung học đó anh chị. Đó, đây mình về dạy thêm ở đây rất là tiện lợi luôn, mình về khỏi sắm sửa gì hết anh chị ha. Phòng dạy học thì cũng thấy rất là rộng chị ha. Có trang bị đầy đủ hết. Có đèn, có quạt, có máy lạnh và đóng lọc phòng hết rồi anh chị nha. Căn nhà thấy rất là rộng chị ha. Đi nãy giờ mới hết phần trong, giờ mới ra phòng ngoài nè anh chị. Ở trên đây thì gia chủ thiết kế cái bồn nước nè anh chị, lên cao nè. Đang quay rất là kỹ cho chị mình thấy rõ ha. Rồi đây là cái phòng kho. Đó, bị phá rồi, không có quay bên trong chị được anh chị ha. Cái kho thì để đồ đạc trong đây thôi, không có gì đặc biệt hết. Rồi đây là cái ranh giới phía sau. Phía sau cái căn nhà mình anh chị thì có một cái đường nước công cộng. À, mình thoát nước rất là tiện nha. À, lấy nước sinh hoạt rất là tiện nữa. Đường nước công cộng này có thể là 1,5 m chị. Quay gần xuống cho chị xem nè. Đó, mình thoát nước rất là tiện ha. Qua cái sông lớn này em quay ở trước cái đường đá xanh đó chị. À, có đặt cái cống ở bãi nè, thông qua đó chị ha. Phía sau đi em thấy trồng một số cây dừa và một số cây trái ít thôi, không có nhiều. Tại cái nhà này em thấy là diện tích thì có 500 mấy mét thôi đó. Mà xây dựng cái nhà em thấy rất là rộng rồi, không còn đất để trồng cây trái nhiều chị ha. Đây là ranh giới cuối cùng mà đây. Chỉ có vài cây dừa, cây kiển hả chị ha. Đây dừa đây. Dừa này thì chủ trồng khoảng là gần 10 năm rồi chị ha. Cũng đang có trái luôn chị ha. Rồi đến đây em tạm dừng video ha. Anh chị hoặc cô chú nào quan tâm cái căn nhà nằm ở xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang này thì liên hệ số thoại hình. À, bên em có nhân viên dẫn coi trực tiếp và gặp chính chủ để em thương lượng cái giá hợp lý để em mua nha anh chị. Em xin nhắc lại cái giá chủ ký gửi một lần nữa nha là 2,5 tỷ nha. Với ngang là 15, chiều sâu là 37, nở hậu ra là 24 m nha. Trước căn nhà mình là đường xe ô tô, xe tải giáp xong luôn chị, rất là mát mẻ ha. Quý khách hàng cũng đừng quên bấm một like ha, một chia sẻ ha, một nút đăng ký dung hình để tương tác với em.
để mấy em có động lực quay những video mới tìm đất, qua nhà, giá rẻ, giá đầu tư cho anh chị và cô chú nha. Chân thành cảm ơn quý tư rất nhiều. Em cũng xin chúc anh chị và cô chú được dồi dào sức khỏe, bình an, công việc làm ăn, phát tài, phát đạt nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở phần video tiếp theo.